Hôm nay mình tiếp tục đi quay cái video phần 2 của đám cưới của dân tộc Giấy. Hôm nay mình đang có mặt tại nhà trai. Vừa nãy là có về tập 1 đấy, là mình đang quay ở nhà gái. Nhà trai thì cũng nhà mới tụt cũng ít thôi, nhưng mà do là nó cũng kéo dài, cũng là thời gian cũng là dài. Mong sau là quý vị khán giả có thể là theo dõi kênh của mình và like ủng hộ mình nha. Đây là cái nhà sàn, đây là làm nhà sàn truyền thống. Thì nữa mình sẽ đi khám phá ở bên trong xem bên nhà sàn là như nào. Đây là phần 2 mình tiếp tục lại quay là đến nhà chồng nhá. Cô dâu thì không biết đang ở đâu, mà bây giờ là hai bên là nội ngoại đang gặp nhau để giao dịch về cái những cái đồ ở bên ngoại đến. Nha, mình gom gần một tí nhá. Đây là bên nội nha. Còn cái phía này là sẽ là bên ngoại. Đấy. Đây là phần 2 mình tiếp tục lại quay là đến nhà chồng nhá. Cô dâu thì không biết đang ở đâu, mà bây giờ là hai bên là nội ngoại đang gặp nhau để giao dịch về cái những cái đồ ở bên ngoại đến. Nha, mình gom gần một tí nhá. Đây là bên nội nha. Còn cái phía này là sẽ là bên ngoại. Đấy. Bên nội nhá. Bên nội là hôm nay có cái đoàn thì đón dâu. Để nữa mình sẽ đi quay cô dâu sau nhá. Hiện tại thì bây giờ đang gặp gỡ để chào nhau để uống chè thôi. Bên nội nhá. Bên nội là hôm nay có cái đoàn thì đón dâu. Để nữa mình sẽ đi quay cô dâu sau nhá. Hiện tại thì bây giờ đang gặp gỡ để chào nhau để uống chè thôi. Hai bên đang bàn giao, đấy là trưởng đoàn bên này và trưởng đoàn bên kia đang giao dịch. Đây là một cái nơi để tí nữa để tiếp khách, đấy là một cái dạp. Phong tục mình là như em gái này, phong tục mình là mặc giống như người nùng. Đây là sẽ tiếp khách. Đây con dâu đây. Con dâu xinh lắm. Hôm nay vẫn có một hình ảnh ở bên nhà ngoại rồi. Đấy là mấy em đang chuẩn bị một cái món dưa để tí nữa tiếp khách ở đây. Chồng ơi, hôm nay có người đẹp và đang đi cắt dừa. Đó là loa nó cũng to quá, mất âm thanh. Đấy là mấy em đang chuẩn bị một cái món dưa để tìm đưa tiếp khách ở đây. Đây là một cái hình ảnh của cô dâu và chú rể rất xinh xắn luôn nhá. Đây là một cái khung cảnh của cái dạp để ăn cưới ở đây, đúng là hoành tráng. Thế mình sẽ đi quay gần sân khấu này nhá, người chắc ở đây không có sân khấu đâu. Mọi người đang sắp mâm các thứ. Đây là một cái dàn sân khấu để tới đây sẽ biểu diễn.